Ôi, anh Giang ơi, em bảo này. Ôi, anh Giang ơi, mọi người bảo anh làm diều như này không bay được đâu. Mọi người đang đố anh làm con diều 5 mét mà bay được đấy. Thúy á, mọi người đố Giang làm con diều 5 mét bay được không? Ở tại đây nhá, có mọi người chứng kiến nhá. Con diều 5 mét của Giang mà làm được ấy, các vót cái khung to như thế mà bay được ấy, thì nếu mà không bay được thì Giang sẽ cạo chọc đầu. Nói là làm, Giang đã nói là làm. Nếu mà còn bay được thì chỉ cần mọi người yêu thích Giang là được rồi. Không biết hồi tối ấy, mối bay về nhiều ấy, chắc chả tối lại mưa to rồi mọi người ạ. Đây không biết con diều của thằng cu em Giang ngồi loay hoay mãi, không biết nó đang làm con diều gì đây. Giang cũng mới chơi diều, Giang cũng chưa biết tên được cái con diều bé bé này là tên là gì nữa mọi người ạ. Mấy anh em chơi diều ấy, nhìn vào cái ruộng lúa, cái đồng lúa này là biết tác phẩm tác hại từ đâu ra rồi đúng không? Mấy anh em chơi rồi lao như trâu húc mã ấy, xong rồi diều nó rơi xuống ấy, nó xẹp hết lúa ở các bác nông dân xuống ấy. Thảo nào cái mộ môn này á, anh em thì vui, còn các bác nông dân á, thì sướng đâu chẳng sướng, thằng thấy khổ thôi. Không biết thằng cu em nó chế tạo cái con diều gì á, bay tròn tròn như kiểu trong trong thế này mọi người ạ.